Chào Cam, Cam làm đề này nhé. Câu 1 này. Cho hàm F xác định trên R. Cái ô hình chữ nhật kia là R nhé. Có bằng xét dấu của F phẩy. Nghịch biến trên khoảng nào? Nghịch biến F phẩy âm đúng không? Đó, F phẩy âm. Âm 3 đến 0. Đây đúng rồi nhỉ. Đáp án A đúng luôn nhé. Đấy, âm này. Một A. Chuyển câu 2. Bao nhiêu cách sắp xếp 5 học sinh thành một hàng dọc? Thế thì sẽ là 5 nhân 4 nhân 3 đúng không? Nhân 2. Chỉnh hợp chính là giai thừa luôn. 5 giai thừa. Câu 3. Cấp số nhân. Công bội quy bằng 3 nhỉ. Quy bằng 3. Quy bằng 3 thì U3 sẽ bằng 9. B. Câu 4. R bằng 8, đường sinh. PRL, diện tích xung quanh. PRL, đúng không? PRL là 24π. Đáp án A. Công thức là S xung quanh thì bằng pi PRL. Chuyển câu 5. Hình nón tròn xoay bán kính đáy R bằng căn 2 chiều cao. Độ dài đường sinh L bình thì sẽ bằng R bình cộng H bình nhỉ. L bình bằng R bình cộng H bình thì bằng 3 đúng không? Thế thì L sẽ bằng căn 3, đáp án B. Câu 6. Tập xác định 1 phần 5 nó không thuộc Z đúng không? 1 phần 5 không thuộc Z. 1 phần 5 là không thuộc Z. Cho nên suy ra x trừ 1 phải lớn hơn 0. Thế thì là x lớn hơn 1. Lớn 1 thì nó là B. Câu 7. Khối chóp có diện tích đáy chiều cao H thì 1 phần 3 BH, 1 phần 3 BH bằng 6. Đó, đáp án A. Câu 8. Khẳng định nào đúng? Thì y phẩy. Y phẩy thì sẽ bằng 6 trừ 1. Trừ 1 trên trừ x cộng 3 bình. Cái này nó lớn không đúng không? Lớn không. Thế thì sẽ đồng biến trên tập xác định. Tập xác định của nó là đáp án A, được chưa nhỉ? X phải khác 3. Câu 8A. Câu 9. Có bảng biến thiên này.
đặt cực tiểu. Cực tiểu tại x bằng 2, đúng không? Đó. Cực tiểu tại x bằng 2. X cực tiểu sẽ bằng 2. Đáp án C. Chuyển câu 10. Giá trị lớn nhất trên đoạn 02 thì y phẩy. Y phẩy thì sẽ bằng 1 cộng 2 đúng không? 1 cộng 2 trên x cộng 1 bình lớn 0. Thế thì y max. Suy ra y max. Y max sẽ bằng y2. Trên đoạn 02 thì y max bằng y2. Y2 bằng 0. Đáp án B. Chuyển 11. Đồ thị của hàm nào? Đây là của hàm bậc 3, đúng không? Đấy, hàm bậc 3. Hàm bậc 3 mà hàm bậc 3 y sẽ bằng ax mũ 3. Ở đây là y âm vô cùng. Y âm vô cùng cũng bằng âm vô cùng đúng không? Đây là âm vô cùng x mũ 3 là âm vô cùng này. Thế thì suy ra a lớn hơn 0. A lớn hơn 0. Bậc 3 mà a lớn hơn 0. C và D. Lại có hai cái này thì có y không lớn không đúng không, thì nó phải là cái này đúng không, có y không là lớn hơn không. Suy ra D. Chuyển 12. Liên tục trên R. Các em nhớ là cứ cái ô hình chữ nhật kia là R nhá, là tập R, tập số thực R. Thầy bị lỗi cái tập cái xác định R, lỗi phông. Bảng biến thiên như hình vẽ. Fx trừ 2 bằng 0 nghĩa là fx bằng 2 đúng không? Đó. Fx bằng 2. Fx bằng 2 thì 2 kẹp giữa 1 và 3. Đó, thì 2 sẽ thuộc khoảng 1, 3. Thế thì nó sẽ cắt 4 lần đúng không? 1, 2, 3, 4. Đó. Đường thẳng y bằng 2 cắt. Cắt đồ thị F 4 lần. 4 lần thì sẽ phải có 4 nghiệm. Có bao nhiêu nghiệm? Có 4 nghiệm. Đáp án D. Chuyển câu 13. Khẳng định nào sai? A đúng này. B sai nhỉ. Cái a mũ alpha tất cả mũ beta thì nó bằng a mũ alpha nhân beta đúng không? Nó sẽ khác. Nó sẽ khác a mũ alpha xong là lại lại mũ beta, được chưa nhỉ?
Cho nên là đáp án sai ở đây sẽ phải là B. Chuyển công 14. Đường cong trong trong hình dưới là đồ thị của hàm nào? Ở đây là nghịch biến. Nghịch biến thì phải là B hoặc C đúng không? Nghịch biến. Nghịch biến suy ra B. B hoặc là C. Thế mà lại có x âm. Có x âm thì phải loại B đúng không? Đó. Có x âm. Đó. Ở đây là x thuộc R. X thuộc R suy ra nó phải là C. Chuyển 15. Y bằng len. Đáp án Y bằng len bằng 1 trên x. Đáp án C. Chuyển 16. X mũ 4 tập xác định là logarit cơ số 10. Tập xác định thì chỉ cần là x khác 0 đúng không? Tại vì là mũ 4 là không âm được. X khác 0. R trừ 0. Đáp án D nhé. Chuyển 17. Loga cơ số AB. A của C. Tính. Tính thì kem phẳng hoặc tròn. Thế thì loga cơ số A của A bình cộng 2 loga cơ số A của B cộng 1 phần 2 loga cơ số A của C. Đây đẩy 2 xuống đây đúng không? Đó, đẩy 2. Thế thì 2 2 cộng 6 đúng không? 2 cộng 6 trừ 1 nha, trừ 1. Loa của C bằng trừ 2 thì trừ 1. Thế thì bằng 7. Bị nhầm. Đây là 3. Đây là A mũ 3 bị nhầm thành mũ 2. Các em phải sửa đây thành 3. Đó, lỗi số 3 đó. 3 thành 2. Đó, thế thì nó phải cộng 1 nữa, được chưa? Phải là 8. 8 đáp án A. Chuyển câu 18. Giá trị lô 2. Thế thì sẽ là lô 2 của A. Lô 2 của A cộng 2 lô 2 của B được chưa? Cộng 2 lô 2 của B. Lô 2 của A cộng 2 lô 2 của B, đáp án B. B. Chuyển câu 19. Hai nghiệm. X1, X2 tính tính tích X1, X2 đúng không? Tích. Thế thì bấm máy cho cái phương trình này.
1 trừ 79 sẽ là 7 cộng trừ căn 13 phần 2. Ừ. Loga cơ số 2 của x sẽ bằng 7 cộng trừ căn 13 phần 2. Thế thì sẽ suy ra x sẽ bằng 2 mũ 7 cộng trừ căn 13 phần 2. Thế thì suy ra x1, x2 sẽ bằng hai cái này nhân với nhau đúng không? Ừ. Đó. Thế thì thành hai mũ 7 được chưa nhỉ? Đó, bằng hai mũ 7. Ừ. Hai mũ 7. Một hai tám là đáp án A, 128 19A chuyển 20 tập nghiệm của bất phương trình cơ số 1 phần 2 nhỏ hơn 1 đúng không? Đấy, nhỏ hơn 1. Đấy, cho nên là phải đảo chiều. Điều kiện là điều kiện x phải lớn hơn 1 phần 2 này. Điều kiện x phải lớn hơn 1 phần 2. Thế còn đảo thì x cộng 1 lớn hơn 2x trừ 1. X cộng 1 lớn hơn 2x trừ 1. Thì cái này sẽ tương đương với x sẽ bé hơn x sẽ bé hơn 2 đúng không? Bé hơn 2 lớn hơn 1 phần 2. Ừ. 1 phần 2 bé hơn x, bé hơn 2. X kẹp giữa 1 phần 2 và 2. D. Tập nghiệm là sẽ là D. Chuyển 21. Tập nghiệm của bất phương trình. Thành 5 mũ trừ 2 đẩy lên thành cộng 2x được chưa? Đó. Thế thì x cộng 2 sẽ bé hơn 2x. Cái này tương đương với x sẽ lớn hơn 2. Đó, tập nghiệm sẽ lớn hơn 2 đó sẽ là A. Chuyển 22. Đó, mệnh đề nào sai? A thuộc 01 thế thì A mũ 2023 sẽ lớn hơn A mũ 2024. Thế thì suy ra một mũ A mũ 2023 đó. Mẫu lớn hơn thì tử phải bé hơn đúng không? À thì phân thức sẽ phải bé hơn 2024. Phân thức bé hơn. Thế thì A sai, có luôn đáp án A. Chuyển 23. Bất phương trình có bao nhiêu nghiệm nguyên?
Thế thì x phải lớn hơn 1. 1 bé hơn x này. Nguyên thì lấy bằng 2 luôn đúng không? À, bé lớn bằng 2. Bé hơn hoặc bằng. Thế để x trừ 1 trước nhá. X trừ 1 thì sẽ lớn hơn bằng 1. À, tại vì là x nguyên cho nên là min là bằng bằng 1 được chưa? Min bằng 1. Và phải bé hơn hoặc bằng. Đây là thì cũng cũng phải 1 được chưa nhỉ? 1. Thế thì có nghĩa là x trừ 1 sẽ bằng 1 đúng không? Thế thì tương đương với x sẽ bằng 2. Đó, chỉ có một nghiệm thôi. Chỉ có một nghiệm x bằng 2, đáp án A. Chuyển 24. Chóp là hình vuông cạnh A. SA vuông góc với đáy. SA vuông với đáy. Góc giữa SB. SA vuông với đáy. Thế thì góc giữa SB và ABC. Đó. Giữa SB và ABC, SA vuông với đáy sẽ bằng SBA đúng không? Sẽ bằng SBA. SBA bằng 45 độ. Thế thì tam giác này sẽ vuông cân. SBA 45 độ. SBA vuông cân này. Vuông cân thì sẽ suy ra SA sẽ bằng AB bằng A. Thì V sẽ bằng 1/3 diện tích đáy là A bình, chiều cao là A đúng không? Sẽ bằng A lập phần 3. A lập phần 3 là A. Chuyển 25. Đã thức bậc 3. Đồ thị đây. Nghịch biến trên khoảng nào? Rồi. 25. Thế thì cứ đặt t bằng x trừ 2 đi. Thì sẽ có y phẩy thì sẽ bằng trừ 3 ft. Nghịch biến thì phải bé hơn 0. Thế thì f phẩy t phải
lớn hơn không. F phẩy t lớn hơn không. F phẩy t lớn không thì F phẩy t lớn không thì sẽ tương đương với t bé hơn không hoặc là t lớn hơn 2 đúng không? X trừ 2. X trừ 2 bé hơn 0. X trừ 2 lớn hơn 2. X bé hơn 2 hoặc là x lớn hơn 4. Bé hơn 2 hoặc lớn hơn 4. Bé hơn 2. Thế thì C thỏa mãn bé hơn 2, được chưa? Âm vô cùng đến 1 thỏa mãn. Thế thì sẽ chọn C. Chuyển câu 26. Cái 1 này nhỏ hơn 2, được chưa? Đó. 1 nhỏ hơn 2 cho nên là khoảng này ok. 26. Lăng trụ tam giác đều. Đó, thể tích lăng trụ thì diện tích tam giác đều tính luôn đúng không? Đó. V sẽ bằng diện tích tam giác đều. Diện tích tam giác đều sẽ là cạnh nhân với căn 3. Cạnh nhân với cả căn 3 phần 4. Cạnh nhân căn 3 phần 4 nhân với cả chiều cao AA phẩy là A căn 3. À, thế này thì cạnh cạnh bình phương nhé, cạnh bình phương tam giác đều bằng cạnh bình phương nhân căn 3 phần 4 này. À, thế còn trường chiều cao của lăng trụ là A phẩy này thì 4 hết. 4 hết thì sẽ được 3A lập. A lập. Đó, đáp án D. Chuyển 27. Thể tích khối đa diện. Lăng trụ. ABC này. A phẩy, B phẩy, C phẩy này. ABC, B phẩy, C phẩy. ABC, B phẩy, C phẩy. Thế thì lấy lăng trụ trừ đi cái A phẩy B phẩy C phẩy được chưa? Đó. Thế thì V của ABC B phẩy C phẩy
Sẽ bằng v trừ đi v của a, a phẩy b phẩy c phẩy. Thì sẽ bằng 2 phần 3 v, được chưa? Thì sẽ bằng 2v phần 3, nghĩa là 4046 phần 3. 4046 phần 3. Đó. Đây là v cần tìm, được chưa? Đó. V cần tìm 4046 phần 3. Đáp án B. Em chuyển 28. Chóp. Chóp có đáy là hình chữ nhật. Mặt bên là tam giác đều vuông với đáy. Mặt bên là tam giác đều vuông với đáy. Thế thì đường cao tam giác đều là đường cao của chóp luôn, đúng không? Đó. Đó, đường cao của chóp luôn. Kẻ đường cao của tam giác đều là đường cao của chóp. AB đều, AB bằng 2A. Thế thì kem có tam giác đều cạnh là 2A, được chưa? Đó. Tam giác đều cạnh 2A. Tám. TB. AT bằng TB, suy ra ST vuông với đáy luôn. Vuông đáy ABC. Thế mà đường cao của tam giác đều lại bằng cạnh cạnh AB nhân với cả căn 3 trên 2, đúng không? Đó, thì sẽ bằng a căn 3. A căn 3. Thì có luôn v nhỉ. V. Thể tích khối chóp 1/3. Diện tích đáy hình chữ nhật sẽ là 2a bình nhân với đường cao a căn 3. 2a lập căn 3 trên 3. 2a lập căn 3 trên 3. Đáp án B.
chuyển 29. F có đạo hàm số điểm cực đại. X thuộc R này. Số điểm cực đại. Thì âm 2 0 1 đúng không? Âm 2 này. 0 1 này. Lớn hơn 1 thì lớn hơn 1 là phải dương rồi. Dương âm đúng không? Thì số điểm cực đại 1 điểm, được chưa nhỉ? 1 điểm cực đại. Đó, đáp án A. Chuyển 30. Tất cả m thực có tập tập xác định là r. Tập xác định là r thế thì ngoặc tròn kia phải lớn hơn 0 mọi x. Thế thì x trừ 1, x trừ 1 bình này. X trừ 1 bình trừ m lớn hơn 0. Lớn không mọi x thì tương đương với trừ m phải lớn không đúng không? Tương đương m phải bé hơn không, m bé hơn không, đáp án B. Chuyển 31. Thể tích 32 pi này, khối trụ thể tích 32 pi diện tích toàn phần gấp 3 lần. Thể tích 32 pi V bằng 32 pi bằng diện tích đáy là pi r bình. Pi r bình nhân h đúng không? Khối trụ pi r bình nhân h. Thế thì ở đây suy ra r bình h là bằng 32 toàn phần gấp 3 lần diện tích xung quanh. S toàn phần thì sẽ bằng s xung quanh cộng s hai đáy đúng không? S hai đáy gấp 3 lần diện tích xung quanh bằng 3S xung quanh. Thì suy ra S2 đáy sẽ bằng 2S xung quanh. Suy ra S đáy bằng S xung quanh. S đáy thì sẽ là pi r bình. S xung quanh thì sẽ phải là 2 pi r nhân nhân h. Thế thì sẽ suy ra r bằng 2h, được chưa? R bằng 2h. R bằng 2h. Thế thì ở đây sẽ suy ra 4h mũ 3 đúng không? 32. 4h bình. Đó, cái này tương đương h bằng 2, yeah. 4832 h bằng 2 đó, chiều cao h bằng 2 đó, đáp án A. Chuyển 32.
Hình nón có chiều cao bằng 4, mặt phẳng qua đỉnh. Cắt hình nón theo một thiết diện tam giác vuông. Thì thiết diện là vuông cân luôn, được chưa? Đó. Hai cạnh góc vuông sẽ là hai đường sinh, đúng không? Qua đường hình nón. Diện tích bằng 16. Diện tích bằng 16 thì sẽ suy ra L bình sẽ bằng 2 lần diện tích, được chưa? L bình sẽ bằng 32. L sẽ bằng 4 căn 2. Chiều cao thì R bình sẽ bằng L bình trừ H bình. Bằng 16, đúng không? 32 trừ 16 bằng 16 thì R bằng 4. Thể tích. Thể tích của khối nón 1 phần 3 pi nhân 4 bình. Pi R bình nhân H, H cũng bằng 4. Thế thì 64 pi phần 3. Được chưa? 64 pi phần 3. 64 pi phần 3 là đáp án A. Chuyển 33. Fx đồng biến trên R, giá trị nhỏ nhất của hàm trên đoạn 0,1 đồng biến. Thì đồng biến thì là F phẩy sẽ dương, được chưa? F phẩy dương. Y phẩy thì sẽ bằng F phẩy cộng E mũ X. Thì sẽ lớn hơn 0. Tại vì là fx đồng biến, được chưa? Fx đồng biến thì sẽ suy ra f phẩy x sẽ lớn hơn 0. Cho nên suy ra y phẩy sẽ lớn 0. Thì min, suy ra y min sẽ bằng y 0. Được chưa? Đồng biến thì min sẽ là khi là x min là 0. Y 0 thì sẽ bằng f 0. F0 cộng E mũ 0 là 1, đúng không? F0 cộng 1, đáp án C. Em chuyển 34. 6 nam 4 nữ. 4. Luôn có nữ. Thế thì lấy 1 trừ đi xác suất không có nữ, được chưa? Không có nữ, chỉ có nam thôi. Thế thì chỉ có nam thì là C4 của 6 chia C4 của 10. Không gian mẫu là tổ hợp chập 4 của 10, đúng không? Đó. Chập 4 của 10. Thế thì 1 6C4
trên 10C4. 6C4 trên 10C4 bằng 13 phần 14. À, một trừ đi xác suất của không có nữ. Không có nữ là tổ hợp chập 4 của 6 chia cho tổ hợp chập 10 chập 4 của 10 được chưa? Đó. 46 chia cho tổ hợp chập 4 của 10. Đó, đây là không có nữ chỉ có nam. Xác suất của trường hợp chỉ có nam. À, đáp án C. Chuyển 3 năm. Giá trị thực của tham số M đạt cực đại. Thì y phẩy. Tính y phẩy nhá. Đó. Sẽ có y phẩy. Y phẩy thì sẽ bằng x bình trừ 2 mới cộng m bình trừ m trừ 1. Đó. Y phẩy 1 phải bằng 0 đúng không? Đó, y phẩy 1 thì bằng m bình trừ 3m trừ 3m bằng m nhân m trừ 3 bằng 0. Thế thì sẽ có trường hợp mà đến đây thì có hai nghiệm m được chưa? Đó, hai nghiệm m. Ừ. À, trường hợp m bằng 0 này. M bằng 0 thì y phẩy sẽ bằng x bình trừ 1 bằng 0 thì sẽ tương đương x sẽ bằng cộng trừ 1. Cộng trừ 1 thì trong trái ngoài cùng thì x cực đại sẽ bằng âm 1 được chưa? X cực đại bằng âm 1 thì loại. Trường hợp này suy ra x cực đại bằng âm 1. X âm 1 thì trường hợp này loại. Khả năng lớn là m bằng 3, được chưa? M bằng 0 loại. Thì bốn đáp án này ra luôn m bằng 3 nha. Đó. Em có thể chọn luôn m bằng 3. M bằng 3. M bằng 3 là đáp án C. 35C. Đấy, loại M bằng 0 rồi thì suy ra M bằng 3. À, kem chuyển 36. Chờ hình chóp. Đáy là tam giác vuông tại B.
tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp nằm ở vị trí nào? Đáy tam giác vuông tại B. Ba sáu. SA vuông với đáy này. SA đây. SA vuông với đáy. B đây. B vuông. Thế thì trung điểm này. Đây là trung điểm của song song lên đây. AD sẽ bằng DC. SE. SE bằng EC. Thì sẽ có ED. ED song song với SA, đúng không? Và sẽ suy ra E sẽ cách đều. Đó. Có DA bằng DB bằng DC này. Thế thì suy ra ED bằng bằng EB bằng EC và bằng ES luôn, được chưa? Đó. Thế thì E sẽ chính là tâm mặt cầu, được chưa nhỉ? Đó. Tâm mặt cầu. Suy ra E là tâm mặt cầu nhé. Tâm mặt cầu. Đó, tâm mặt cầu ngoại tiếp, trung điểm của SC. Đó, trung điểm của SC. Đó, đây là trung điểm. Đó, trung điểm SC. Thế thì các em có đáp án B, được chưa? Đó. 36 sẽ là B. Chuyển 37. Ở phương trình có hai nghiệm trái dấu. Hai nghiệm trái dấu. Thế thì phương trình sẽ tương đương với cả chia tất cả cho 4 mũ x đi. Trừ 2 nhân 3 phần 2 mũ x cộng m bằng 0. M bằng 0. Thì cái này bằng t bình trừ 2t cộng m đi. T bằng 3 phần 2 mũ x
X1, X2 nhỏ hơn 0 đúng không? Nhỏ hơn 0 thế thì suy ra T1 bé hơn 1, bé hơn T2. Phương trình phải có hai nghiệm, là hai nghiệm mà bé hơn 1 với cả lớn 1, được chưa? Hai nghiệm này là có một ở trong khoảng hai nghiệm. Thế thì cái m sẽ bằng trừ t bình cộng 2t. M bằng ft đi. Cái này trừ t trừ 1 tất cả bình đúng không? Cộng 1. Thế thì sẽ có bảng biến thiên t này. T ở đây là từ 0. T lớn hơn 0. 0 này. Và t lớn 0 nhé. Và t lớn 0. Từ 0 này cho đến 1 này, cho đến dương vô cùng này. M này. Mắc là bằng 1. Đó, mắc là bằng 1. Không đến âm vô cùng. Đó. Thế thì có hai nghiệm. Hai nghiệm mà ở hai phía của một. Thế thì M phải phải kẹp giữa 0 và 1, được chưa? Thì lúc đó sẽ có hai nghiệm. Hai nghiệm hai phía của một. Thế thì sẽ suy ra 0 phải bé hơn m, phải bé hơn 1. Đó. Đó. Thì lúc đó sẽ có hai nghiệm. Hai nghiệm ở hai phía của một thì sẽ có hai nghiệm x sẽ trái giống nhau, được chưa? Đó. Tương đương. Sẽ có đáp án A nhé. M kẹp giữa 0 và 1. Đấy, câu 37 sẽ là đáp án A. Chuyển 38. Cho hàm F liên tục. Bảng biến thiên. Bao nhiêu điểm cực trị? Đó, liên tục trên R. Thế thì các em có thể là đặt T bằng 2X này. Đó, 2X suy ra X sẽ bằng T phần 2. G phẩy thì sẽ bằng 2F phẩy T 2F phẩy T trừ trừ 1 phần 2 đúng không?
Đấy, trừ x trên 2. Thế thì g phẩy bằng 0 tương đương với f phẩy t sẽ bằng 1 phần 4. Đấy. F phải t bằng 1 phần 4. 1 phần 4. 1 phần 4 thì kẹp giữa âm 1 và 1, đúng không? Thuộc khoảng trừ 1. Trừ 1 đến 1. Nên suy ra có 3 nghĩa. G phải bằng 0 sẽ có 3 nghĩa. G phải bằng 0 sẽ kẹp giữa đường thẳng F phẩy bằng 1 phần 4 F phẩy bằng 1 phần 4 sẽ kẹp giữa âm 1 và dương 1, cắt 3 lần, cắt 3 nhánh này. Cho nên là G phẩy bằng 0 có 3 nghĩa. Cho nên sẽ có 3 điểm cực trị, các em sẽ chọn D. Các em chuyển câu 39. Đồ thị. Xác định ABC xong sau đó sẽ tính được T, được chưa? Đó. Có đồ thị kia rồi. Gốc ô kia căn cứ vào gốc ô để xác định trục OXOY nhá. Thầy vẽ thiếu cái mũi tên của trục của hai trục. Các em căn cứ vào gốc ô để xác định trục. Đây là trục tung này. Thế còn trên này là trục hoành này. Đây tiệm cận ngang là âm 1 này, tiệm cận đứng là dương 1 này. Đó. Thế thì có y0 luôn đúng không? Đây y0 đây. Y0 bằng âm 2. 39.
có y0 y0 bằng âm 2. Đó. X bằng 0 thì y bằng âm 2. X bằng 0 thì bằng b phần c. Đó. Âm 2 thì bằng b phần c. Tiệm cận đứng x bằng trừ c đúng không? X bằng trừ c tiệm cận đứng này. X bằng trừ c. X bằng trừ c bằng 1. Đây là tiệm cận đứng nhé. À, tiệm cận đứng. Ừ. Thế thì suy ra c. C bằng âm 1. Suy ra b bằng trừ 2c đúng không? Thì sẽ bằng 2. Ừ. Thế còn tiệm cận ngang. Tiệm cận ngang. Tiệm cận ngang thì y bằng a. Tiếp cận ngang y bằng a mà lại bằng âm 1. Bằng âm 1. Thế là lúc này t sẽ bằng a là âm 1 này trừ 3b. Trừ 3b là thành trừ 6 này. Cộng 2c. Cộng 2c là thành trừ 2. Thế thì là âm 9. Đó, đáp án C. Chuyển 40. Tấm đề can hình chữ nhật cuộn tròn theo chiều dài khối trụ có đường kính 50 trải ra 250 vòng. Trải ra 250 vòng. Thì cái khối trụ nó giảm đường kính đi còn 45, được chưa? Đấy, ban đầu khối trụ 50, đường kính 50 giảm còn 45. Thế thì sẽ tính tính được bề dày của cái tấm đề can này, được chưa? Đó, bề dày của tấm đề can. Bề dày tấm đề can là h đi. Ừ. Bề dày tấm đề can này thế còn bề dày là h. Chiều dài của tấm đề can là a. Chiều rộng tấm đề can là b. À, thì H sẽ bằng này 50 trừ 45 chia cho 2 nhân 250. Ừ. À, chia 2 để tính tính giảm bán kính thôi, được chưa? À, giảm bán kính. À, giảm từ 50 xuống 45 là giảm đường kính, được chưa? Thì phải chia 2 để ra giảm bán kính. Thế mà nó là 250 vòng thì phải chia cho 250 lần, được chưa nhỉ? À.
250 lần. Thì cái này sẽ bằng 5 phần 500. 5 phần 500. 5 phần 500. Thế thì bằng 0,01 cm. Đó, H. Đó. Thế thì bây giờ sẽ căn cứ vào thể tích để suy ra chiều dài A nhé. Đề bài bảo tính chiều dài A. Thế thì thể tích của cái phần đề can này, thể tích phần đề can cắt trải ra. Đó, cái phần đề can trải ra có thể tích sẽ là ABH, được chưa? ABH. ABH sẽ bằng PR bình. PR bình thì sẽ là 50 phần 2 tất cả bình này. Và bán kính là 50 phần 2 nhá. Đó. Nhân với cả B. Đây là thể tích trụ bán kính 50 phần 2 này. Diện tích đáy nhân với cả chiều rộng này chính là chiều cao hình trụ này. Đấy, trừ đi pi nhân với cả 45 phần 2 bình nhân B. Đó. Đó, thì ở đây sẽ suy ra H. A là suy ra A. H là 0,01 này. Chiều dài A sẽ bằng 0,01 thì nhân với 100. Nhân 100. Thì sẽ được 100 pi phần 4 này, bình phương là 4 này. B bỏ. B triệt tiêu nhá. B chỉ tiêu đi. Nhân hai về với cả 100 để mất cái 0,01 của H đi. Để H bằng 1. H nhân 100 bằng 1 thì ra A. 50 bình trừ 45 bình. 50 bình trừ 45 bình thì bằng bao nhiêu? Bình trừ 45 bình bằng 475. Bốn bảy năm nhân 100 nhân pi chia 4 bằng 3 7.306. Đó. A bằng 37.306 cm.
Thế thì 373 mét, được chưa? 373 mét. Đáp án A. Chuyển câu 41. Y có đô thị C và đường thẳng D cắt tại hai điểm phân biệt. Hai điểm phân biệt thì phương trình hoành độ giao điểm sẽ có hai nghĩa, được chưa? Có hai nghĩa. Thế thì 2x trừ 1 sẽ bằng 1 trừ x nhân với cả x cộng m. Đó, cái này phải có hai nghiệm. Hai nghiệm phân biệt. Đó. X bằng 1 không phải nghiệm nhé. X bằng 1 không, không là nghiệm. Các em thấy x bằng 1 vào đây nó không thỏa mãn. Nên x bằng 1, phương trình này không bao giờ có nghiệm x bằng 1, được chưa? Thế thì cái này x bình đây là x này, thì đây còn x này, trừ mx là cộng mx, cộng 1 cộng mx. Trừ 1 trừ m bằng 0. Có hai nghĩa. Có hai nghiệm phân biệt. Thế thì tương đương với delta sẽ bằng 1 cộng m bình cộng 4 1 cộng m. Đó, bằng 1 cộng m nhân với 5 cộng m, đúng không? 5 cộng m phải lớn hơn 0. Cái này m sẽ bé hơn trừ 5 hoặc là m sẽ lớn hơn trừ 1. Bé hơn trừ 5, lớn hơn trừ 1. Đáp án D. Các em có đáp án D. Chuyển 42. Đáy chữ nhật đa vuông đáy góc giữa SC và đáy đa vuông đáy rồi. Thế thì góc giữa SC chính là góc SCA, được chưa? Đó. Tính AC trước đi. AC bình bằng 5A bình, đúng không? Đó. AC sẽ bằng A căn 5. Góc giữa SC và đáy ABC sẽ bằng
góc SCA. Bằng alpha. Thế thì sẽ có tan alpha sẽ bằng SA trên CA. SA trên CA thì sẽ bằng căn 3. Đấy, bằng căn 3. Căn 3 thì bằng tan 60 độ. Có góc SCA sẽ bằng 60 độ. Được chưa? Đáp án B. Chuyển câu 43. Bao nhiêu giá trị nguyên của tham số M để hàm nghịch biến trên khoảng? Nghịch biến trên khoảng. Rồi, nghịch biến. Thì trước hết tiệm cận đứng này. Tiệm cận đứng là x phải bằng trừ m. X bằng trừ m. Thế bây giờ y phẩy lại bằng m bình. M bình trừ 4 trên x cộng m bình. Nghịch biến là bé hơn 0. Bé hơn 0 thì suy ra m bình trừ 4 phải bé hơn 0. Thế thì suy ra m sẽ lấy các giá trị cộng trừ 1 này, 0 này. M bằng trừ 1. Suy ra tiệm cận đứng là x sẽ bằng 1. Tiệm cận đứng x bằng 1 thì trường hợp này loại. Nó không thể nghịch biến từ 0 mà nó nghịch biến từ 1 đến dư vô cùng. Được chưa? Đó. Thế còn trường hợp m bằng 0 này. Đấy, m bằng 0 thì tiệm cận đứng sẽ là x bằng 0 là ok đúng không? Ok. M bằng 1. M bằng 1 thì lúc này tiệm cận đứng là x bằng trừ m thì sẽ bằng trừ 1. Cái này cũng ok đúng không? Đó, thỏa mãn. Sẽ đồng biến từ trừ 1 đến dư vô cùng. Được chưa? Thỏa mãn. X bằng 0 cũng thỏa mãn. X bằng 0 thỏa mãn. Thì hai giá trị này thỏa mãn. 0 và âm 1. 0 và dương 1. M bằng 0. M bằng 0, M bằng 1. Đây, m bằng 0 thỏa mãn. Và m bằng 1. M bằng 1 đây cũng thỏa mãn. Đó, hai cái giá trị này thỏa mãn. Đó là câu 43. Hai giá trị thì
Chọn đáp án B. Em chuyển câu 44. Chóp có đáy là hình vuông. Vuông cạnh A. Eta vuông góc với đáy. Khoảng cách FB và CD, khoảng cách hai đường thẳng, hai cạnh FB và CD. Có thể các em sẽ đưa về khoảng cách từ từ đường thẳng đến mặt phẳng, được chưa nhỉ? Thường là như vậy. Đó, nếu cần nữa thì sẽ đưa về khoảng cách từ điểm điểm đến mặt phẳng. Chóp 44. SB và CD, khoảng cách giữa SB và CD sẽ bằng khoảng cách giữa CD và SAB. Đó, tại vì SAB nó vuông, à nó song song với cả CD, được chưa? Song song. Thế thì bằng khoảng cách từ D luôn, được chưa? Đó, bằng khoảng cách từ D đến đến SCD. À, đến SAB. Đến SAB. Thế thì bằng bằng AD luôn. Đó. Tại vì AD nó vuông, đúng chưa? Đó. SA vuông AD. AB vuông AD. Nên AD nó vuông luôn. Đó. Hình vuông, vuông cạnh A bằng A luôn. Các em có luôn. Đáp án A. Chuyển câu 45.
Một người muốn làm một cái thùng tôn khối hộp chữ nhật. Không nắp. À. A, B, C, D. Chiều dài gấp đôi chiều rộng. Thế thì làm nào để hết hết ít tôn nhất, được chưa? Đó, hết ít tôn nhất. Có nghĩa là diện tích xung quanh và một đáy là nhỏ nhất, được chưa? Đó. Thế thì giả sử là AB thì bằng 2x này, BC bằng x. Đúng. Dài gấp đôi rộng. Đó, thế thì SABC sẽ bằng 2x bình. Thì AA phẩy. AA phẩy. À, đây là đề si mét nha. À, đề si mét. X đề si mét. A phẩy sẽ bằng V chia cái này. Thì 144 phần x bình. 144 phần x bình. Thế bây giờ sẽ có diện tích xung quanh thì sẽ bằng 6x kìa. Này, nhân 6x. 6x nhân với cả 144 phần x bình. Đúng. Đấy, S xung quanh cộng cộng n một đáy không nắp, n một đáy thì 4624 viết 4 nhớ 2 864 phần x. Cộng với một đáy là 2x bình. Cái này bằng fx. F phẩy sẽ bằng 4x trừ 864 phần x bình. Đó, cái này bằng 0 tương đương với x mũ 3 sẽ bằng 2 266 à. Mươi hai 26. Ở đâu?
8 chia 4 được 2 này. 2, 1, 6. 2, 1 thôi. Ừ. À, 8 chia 4 được 2, được chưa? À, 6 chia 4 được 1. À, 2, 4 chia 4 được 6. Ừ. X bằng 6 à? Và 6 nhân 6. Đúng rồi. X bằng 6. Bằng 6. 6 là min rồi, cực tiểu ấy, x cực tiểu. À, lớn thì f phẩy dương mà nhỏ hơn thì f phẩy âm. À, suy ra f min sẽ bằng f6. F min bằng f6. F6 bằng bao nhiêu? Tám sáu tư chia sáu cộng cộng 72, 216. Đó. Bằng 216 decimet vuông, đúng không? Bằng 2,16 mét vuông. 2,16 mét vuông. Tính tiền. Đó, 2,16. Đó. Nhân 0,5 triệu, được chưa? 500.000 là 0,5 triệu. Nhân 0,5. 1,08 triệu. Đó. Đó, suy ra số tiền T sẽ bằng 1,08. Đó, 1,08 triệu. Một phẩy không tám triệu nó là đáp án A. Chuyển 46. Cho hàm F. Hàm F phẩy có bảng biến thiên. Các em có M sẽ bằng Fx cộng 1 phần 3x lập trừ x bình. Đó. Cái này đặt bằng hx. Thế thì h phẩy sẽ bằng f phẩy cộng x bình trừ 2x bằng f phẩy cộng x trừ 1 tất cả bình trừ 1. Ừ.
F phẩy. Các em thấy là F phẩy nó từ 0 đến 3. F phẩy nó luôn lớn 1, được chưa? Đó. F phẩy luôn lớn 1 cho nên là suy ra H phẩy này luôn dương này. Có h' lớn 0 thì suy ra h đồng biến rồi. Đó, đồng biến. Nghiệm đúng. Nghiệm đúng x thuộc 0,3. Thế thì m bé hơn h. Thì cho m bé hơn h min là ok đúng không? Đó. Các em cho m bé hơn h min. Đó. Vì x x thuộc 0,3 cho nên suy ra f phẩy sẽ lớn hơn 1. F phẩy lớn 1 nên suy ra h phẩy sẽ lớn hơn 0. H phải lớn 0 nên suy ra suy ra H min sẽ lớn hơn H0, được chưa nhỉ? Suy ra H min sẽ lớn hơn H0. Suy ra m sẽ bé hơn hoặc bằng h0. Đó. h0 thì bằng f0, được chưa? Đó. H0 bằng f0. Đó, bằng f0. Đó. M bé hơn bằng f0. C. Đó, 46C. Đó, các em chuyển 47. Đó, cho hình chóp. ABCD có đáy là hình vuông cạnh 2. SA cũng bằng 2. SA vuông đáy. MN thay đổi.
Em sẽ có S đây. À. Thế thì ạ. Cái này nó MN thay đổi này. MN thay đổi này thì cái thể tích này mắc này thì có khi kem thử tọa độ hóa nhé, thử làm tọa độ hóa xem nó có nhanh không nhé. Đó. Tại vì ở đây là vuông hết rồi, là vuông hết rồi. Đó, vuông. Cho nên là sẽ chọn là A là gốc tọa độ đi. D sẽ là 200. B 0020. S là 002. Đó. C sẽ là 220. M M trên AB. M M là 0M0. N Đó. N sẽ là N00. Hai mặt phẳng vuông góc SMC với cái NC vuông. Thế giờ lấy cho hai pháp tuyến vuông của nhau, được chưa? Đó. Hai pháp tuyến vuông. SM này. SM sẽ là 0 này, M này, trừ 2 này. SC. SC 22 trừ 2. 1 phần 2 SC đi. 1 1 trừ 1. À, tích có hướng. Tích có hướng của SM với cả đây là bằng A. Tích có hướng của SM với A. Hai trừ m trừ hai trừ hai trừ m đó. Ok,
cái này bằng B. SN. SN sẽ là N0 trừ 2. Tích có hướng, tích có hướng của N với A. Sẽ là trừ 2 2 trừ N trừ N. Cái này bằng C. Thế thì B phải vuông với C, được chưa nhỉ? Đấy, B phải vuông với C. B vuông với C thì đi tích nó phải bằng bằng 0, tích có hướng, tích vô hướng. B vuông với C thì nó sẽ tương đương với cả SMC vuông với SNC, được chưa? Đó. Thì sẽ tương đương 2M 2M trừ 4 cộng 2N trừ 4 cộng MN bằng bằng 0, tương đương M 2 cộng N sẽ bằng 8 trừ 2N. 8 trừ 2N. Cái này sẽ ở đây là MN. MN thuộc 0,2, được chưa? Đó, 0 đó. MN phải kẹp giữa 0 và 2. Cho nên sẽ suy ra M sẽ bằng 8 trừ 2 8 trừ 2N trên 2 cộng N. Cái này phải bé hơn 2 này. Bé hơn 2 thì suy ra 8 trừ 2N bé hơn 4 cộng 2N. Cái này tương đương N lớn hơn 1. AN. Được bằng 2 nhá. Đấy, các em chú ý là AN lớn hơn 0. AM thì được bằng 2. AN AM được bằng 2.
Đó. Cái này bằng 2 thì n sẽ bằng 1. Thế bây giờ sẽ khai thác đến đến cái thể tích của khối chóp này là đạt mắc, được chưa? Đạt mắc. Thế thì V sẽ bằng V của S AMC cộng V của S ANC này. Đó, thì sẽ bằng hai trừ m trên 2 nhân với cả đây là V phẩy đi. Nhân với cả V trên 2. Cộng với SA SAMC SANC. Tính đỉnh A luôn nhỉ? Tính đỉnh A luôn đi. M còn cái SANC thì sẽ là n trên 2 nhân v, v trên 2. Ở đây là v bằng vs abcd. Cái abcd này thì sẽ bằng V sẽ bằng 1 phần 3 nhân với cả 2 bình nhân 2 đúng không? Hình vuông là 2 bình. Chiều cao bằng 2 thì nó sẽ bằng 8 phần 3. Đó. Thế thì m trên 2 cộng n trên 2 hay là m cộng n thôi, được chưa nhỉ? M cộng n. M cộng n sẽ bằng đây rút m bằng 8 trừ 2n trên 2 cộng n đó. Đó thì sẽ bằng
4 trừ 4 thì sẽ bằng 12 trên 2 cộng n. 12 trừ 4 bằng 8, trừ 4 trừ 2n, được chưa? Đấy, trừ 4 trừ 2n thì sẽ được 2. Đấy, cộng n trừ 2. Trừ trừ 4. Đó, thì đặt đặt đây bằng bằng FN trừ 2 nhá. Đó. Thế thì F phẩy. F phẩy thì sẽ bằng trừ 12 trên n cộng 2 bình cộng 1. Cái này bằng 0 tương đương với n bình cộng 4n trừ trừ 8. Trừ 8 bằng 0. Bốn. Đó, các em giải. Bấm máy xem nghiệm. Khảo sát. Đấy, xem nghiệm của F phẩy để khảo sát FN, được chưa? Đấy. Đó. Xem nghiệm là bao nhiêu? À, 1 4 trừ 8. À, trừ 2 cộng 2 căn 3. Trừ 2 trừ 2 căn 3. N bằng trừ 2 cộng trừ 2 căn 3.
Thế thì chỉ suy ra n n bằng 2 căn 3 trừ 2 thôi, được chưa? Này n nó mới dương. Thế thì trong trái ngoài cùng. Thì đây là bằng n cực tiểu. Được chưa? À, n cực tiểu. Ừ, trong trái ngoài cùng. À, đây là n cực tiểu. Thì bây giờ tính m1. M1 bằng bao nhiêu? F1 ở đây là bằng 4 cộng 1 là 5, 5 12 chia bằng 4. F1 bằng 5 này. F2 F2 thì cũng bằng 5 đúng không? Cũng bằng 5. Suy ra V phẩy mắc. Ừ. V phẩy mắc thì sẽ bằng M cộng N. M cộng N là F1 chữ 2. Được chưa? F1 chữ 2 là bằng 3. 3 nhân V. 3 nhân V trên 4. Yeah. Ba nhân V trên 4 bằng V trên 4 là bằng 2/3 bằng 2. Khi n bằng 1. Khi n bằng 1. N bằng 1 hoặc là bằng 2. Yeah. V phẩy mắc. Khi n bằng 1. N bằng 1 thì m sẽ bằng 6/3 bằng 2. Hoặc là n bằng 2. N bằng 2 thì 4. 4/4 bằng 1. M bằng 1. Đó. Đấy, như thế này. Thế thì suy ra T. T sẽ bằng 1/1 cộng 1/4. Đó. 1/4. Sẽ bằng 5/4. T bằng 5/4, đáp án B. Đó. 47 B. Chuyển 48. Bao nhiêu số nguyên dương A để tồn tại các số thực x và y thỏa mãn?
Loga cơ số A của Y bằng T tương đương với A mũ T bằng Y. A mũ T bằng Y. Thế thì suy ra A mũ X cộng X sẽ bằng A mũ T cộng T bằng FT. Thế thì F phẩy bằng A mũ T len A cộng 1 sẽ lớn hơn 0. Nguyên dương A lớn 0. Thế thì suy ra X bằng T. X bằng T. Y Y bằng A mũ X. Suy ra A mũ X cộng X A mũ X X bằng T. Bốn a mũ x cộng x sẽ bằng năm năm a mũ x trừ x. Đó, cái đó sẽ tương đương a mũ x trừ 9x. Đó, A mũ trừ 9x bằng 0. Cái này tương đương với fx bằng 0. F phẩy bằng a mũ x len a trừ 9. F phẩy bằng 0 tương đương với X sẽ bằng loga cơ số A của chín phần len A. Đó, cái này lớn hơn thì tăng. Cái này là bằng x cực tiểu. Đó, cái này bằng x cực tiểu.
Thế thì fx bằng không có nghiệm. Fx bằng không có nghiệm khi f cực tiểu. F cực tiểu phải bé hơn bằng không. Đấy, tiểu bé bằng không tương đương mũ loga cơ số A của 9 phần len A trừ trừ 9 nhân loga cơ số A của 9 phần len A phải bé hơn bằng 0. Đó. Đó, các em giải tiếp cái này. Đó, cái này A mũ loga cơ số A thì các em đẩy xuống, đúng không? Đó. Đây đẩy xuống. Và sẽ được 9 phần len A. Sẽ bé hơn hoặc bằng chín lô ga cơ số A
của 9 phần len A. Cái này sẽ bằng 9 9 len của 9 phần len A chia cho len của A. Đó. À, biến đổi loga này thành thương của hai loga, được chưa? À, loga thương của hai loga cơ số e, thương của hai len. Thế thì giải ước 9 phần len a đi, sẽ có một bé hơn hoặc bằng len của 9 phần len a. Cái này sẽ tương đương với E sẽ bằng E mũ 9 phần len E. Được chưa? À. À. E bằng 9 9 phần len A. Đó. E bé hơn hoặc bằng. Đấy, tương đương với len A sẽ bé hơn hoặc bằng 9 phần E. Tương đương với A sẽ bé hơn hoặc bằng E mũ 9 phần E. Xấp xỉ mấy đây? E mũ 9 chia E bằng 27,4. 27,4. Suy ra ở đây A phải khác 1 đúng không? A khác 1 thế thì sẽ lấy là từ 2 bén bằng 27. Thế thì sẽ có 26 đúng không? Đó. Suy ra có 26. 26 giá trị của A. Thấy chưa? 26 giá trị A. Thế thì B. 48 sẽ là B. Kem chuyển 49. Hàm số. Đấy, trị tuyệt đối của fx. Thế thì cái phần âm này sẽ lấy nghịch đảo lên, được chưa? Nghịch đảo lên thành dương 4. Đấy, từ 0 sẽ tăng lên dương 4. Bốn chín. Đó. X này âm vô cùng trừ 2 trừ 1 0
1, 3. Dương vô cùng. Y bằng Fx. Dương vô cùng này, âm 4 này, ở đâu? Không này, 1 đây là 4 này. Không này. Không này. Dương vô cùng này. Đó, thế thì chi tuyệt đối của Fx này. Chi tuyệt đối của Fx thì đi dương vô cùng này, xuống đến 0 này, rồi lại lên 4 này. Đó, 4 rồi lại về 0 này. Lên 4 này. Về 0 này. Dương vô cùng này. Đó. Chi tuyệt đối của len. Chi tuyệt đối của len Fx này. Fx bằng 1. Fx bằng 1 thì len bằng 0, được chưa? Đó. 1. Một này, một này, một này, một này, một này, một này. Đó. Dương vô cùng này, về 1 này. Đó, không thì thành dương vô cùng này. Về 1 này. Lên 4 này. Về 1 này. Lên dương vô cùng này. Về 1 này. Lên 4 này. Về 1 này. Lên dương vô cùng này. Về 1 này. Lên dương vô cùng này. Đó. Không. Đó. Khi Fx bằng 1 thì đây. Đây là 0 này. 0 này. 0.
không 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 đó. À, tại vì fx bằng 1 thì len bằng 0, được chưa? Còn khi mà f f tiến đến 0 thì len nó sẽ tiến đến dương vô cùng, được chưa? À, nó tiến đến âm vô cùng nhưng mà chỉ để đổi âm vô cùng thành dương vô cùng nhé. Đó. Đấy, cho nên các em có đấy, có chỉ để đối của len chỉ để đối f đây. Thế thì bao nhiêu cực tiểu thì các em sẽ có, đây là các cực tiểu 1 2 3 4 5 6. Đó, 6 cực tiểu nhé. Đó. Đó, 6 cực tiểu. Đó, đáp án A. Đó, 49 A. Chuyển 50. À, chú ý là khi f bằng 1 thì len sẽ bằng 0 nhá. Đấy, f bằng 1 len bằng 0. Năm mươi à, số thực tế gì giá trị lớn nhất, cái giả thiết kia thế thì đặt a bằng căn x trừ 2 này, b bằng căn y cộng 3 này. Đó. Thế thì suy ra a bình cộng b bình bằng 2 a cộng b. Cái này lại luôn lớn hơn hoặc bằng A cộng B tất cả bình trên 2. Thế thì à, T bình trừ 4T bằng t nhân t trừ 4 bé n bằng 0 tương đương ở đây là t bằng a cộng b. Đó, có được một cái
Có được một cái đánh giá T kẹp giữa 0 và 4. Các em lại có thể viết cái này thành a cộng b tất cả bình phương trừ 2ab, được chưa? Đó. Đó, lại suy ra này. A cộng B tất cả bình phương trừ 2AB bằng 2A cộng B, đúng không? Cái này tương đương A cộng B cộng 1 tất cả bình phương trừ 1. Trừ 1. Bằng 2AB
bằng 2AB cộng 1. Được chưa? Đó. Đấy, chuyển cái này sang phải, cái này sang trái. Đó. Hai lần tích. Đó. Khai triển ra cái này có cả cộng 1 bình. Đó, cộng 1. Thế thì phải thêm 1 vào vế bên bên phải này nữa. Đó. Đó, cái này lớn hơn 1, được chưa? À, lớn hơn 1. À, tại vì AB lớn bằng 0. À. À, cái này. AB lớn bằng 0. À, cho nên cái này lớn bằng 1. Thế thì suy ra A cộng B trừ 1 sẽ lớn hơn 1. Ừ. Lớn bằng 1. Suy ra A cộng B sẽ lớn bằng 2. Đó. Đó, thế lúc này sẽ suy ra A cộng B sẽ kẹp giữa 2 và 4, được chưa? Ừ. Đây. À, tiếp đến là có x x trừ 2 lớn bằng 0 cho nên là x sẽ lớn bằng 2. Cho nên suy ra x bình sẽ lớn hơn hoặc bằng 2x. Đó, x bình lớn bằng 2x này. Y bình thì nếu như xuất hiện 2y. Đó. Nếu mà xuất hiện 2y đưa cái này về x cộng y nhé, để tất cả này nó đều là x cộng y. Ừ. Y bình nó sẽ lớn hơn 2y trừ 1. Đó. Thế cho nên là sẽ suy ra x bình cộng y bình nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 2 x cộng y trừ 1. Cho nên lúc này sẽ suy ra m sẽ bé hơn hoặc bằng 3. À, dùng t rồi. Dùng t rồi. Giờ dùng s đi. T bằng A cộng B, S bằng X cộng Y. 3 mũ S trừ 4 cộng S cộng 1 nhân 2 mũ 7 trừ S trừ đó. Cái này lớn hơn. Cho nên mà khi trừ đi về phải đấy, thì nó sẽ lớn hơn m, được chưa? Đấy, cho nên m sẽ bé hơn, đấy, không trừ đi cái này mà trừ đi cái này thì nó sẽ thành 6 6s trừ 3 nhân trừ 1 thành cộng 3. Đó, đặt s bằng x cộng y.
Suy ra. Trừ trừ x cộng y. Đó, m sẽ bé hơn cái này. Cái này bằng fs. Thế thì bây giờ f phẩy thì sẽ bằng 3 mũ s trừ 4 len 3 cộng 2 mũ 7 trừ s trừ s cộng 1 nhân 2 mũ 7 trừ s len 2 trừ 6. Đạo hàm lần nữa. 3 mũ s trừ 4 len bình. Len bình 3. Cái này sẽ thành trừ 2 mũ 7 trừ s len 2 cộng s cộng 1 2 mũ 7 trừ s len bình 2. Đó.